cưới nhau về là mỗi ngày anh đều hôn em nè, rồi cũng đều nói là anh yêu em. Nhưng mà sau khi đẻ con ra em nói sao anh không nói yêu em nữa. Em đừng bắt anh nói những câu giả dối như vậy. Em tát hoài, cứ tát hoài, nhưng mà ảnh cứ tưởng là em đang giỡn, nhưng mà thật ra là em đang tát thiệt đó. Nhiều khi không phải ảnh bị tát quen rồi, giống như là đêm. Xin chào hai em. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Khánh Chi, năm nay em 23 tuổi. Và hiện nay thì em đang đi học. Đi học. Con em? Em tên là Hưng, hôm nay em đang là nhân viên của Bi Sài Gòn. Em năm nay em được 28 tuổi. Anh Hưng gặp em Chi trong trường hợp nào? Thôi chắc để em nhường bà xã em nói cái vụ gặp nhau đúng không? Cái vụ gặp nhau đi. Chắc nó ly kỳ lắm hay sao mà chồng em bắt xe qua chen vậy? Tụi em gặp nhau lần đầu tiên là khi mà tụi em đi uống cà phê thì em đi với đám bạn của em, còn anh Hưng thì đi với đám bạn của anh Hưng. Khi mà em bước ra để đi về thì anh Hưng có kêu em là cứ kêu Chi, Chi. Quay mặt lại nhưng mà em không xác định được là ai hết. Thì nhà bà xã của em với nhà của em là gần nhau. Thì có một buổi chiều em ngồi trước nhà đó thì em thấy Chi chạy qua, nói ủa sao con nhà ai mà dễ thương mà không biết nhà ở đâu hết. Tình cờ lại gặp nhau ngoài quán cà phê. Thì làm thì là nó rồi, cơ hội mình tới. Nghĩa rồi. Nghĩa là em biết cái bạn này tên là Chi. Dạ. Ở gần nhà em. Em thấy bạn thường xuyên đi ngang qua nhà em. Dạ. Đó, vô tình bữa đó gặp quán cà phê em cứ tưởng là em quen người ta rồi đó, em tự động em kêu người ta Chi Chi, mà thật ra tao không biết em là ai đúng không? Rồi. Khi mà Chi quay lại thì em thể hiện cái hành động của em là như thế nào? Em muốn là Chi là biết em là người kêu, tại vì sợ Chi lại tưởng mấy thằng kia nó kêu nữa thì lúc đó lại đổ vỡ. Sao quay lại mà sao không nói gì, nói sao bạn này sao chảnh như vậy. Mình nói mình phải chắc là phải chinh phục của bạn này mới được, thì mới xin số điện thoại. Xin số điện thoại rồi ngày nào em cũng gọi. Anh muốn hỏi ấn tượng đầu tiên của em về anh này là như thế nào? Khi mà lần đầu tiên em biết ảnh là sau khi mà ảnh gọi điện thoại, anh hẹn em đi uống cà phê. Thì em gặp mặt ảnh ở quán cà phê, cũng cái quán đó đó. Thấy ảnh nhưng mà là gặp buổi tối thì cũng mờ mờ thôi, không biết là hôm đó có để râu không, nhưng mà tóc thì không có. Đến bao lâu thì em mới chính thức tỏ tình với cô ấy và quen nhau? Thằng Tần ngày nào cũng gọi điện thoại để tâm sự, rồi kể hết chuyện này chuyện kia chuyện nọ, lấy cái cớ đó rồi cuối tuần hẹn đi uống cà phê rồi đi dạo. Bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ, sau đó khoảng gần một tháng. Con tháng thôi hả? Dạ. Là cách đây mấy năm rồi cơ? Dạ, cách đây khoảng hơn 4 năm rồi. Ồ. Wow, vậy lúc đó là Chi nhỏ xíu ha? 18, bắt đầu học lớp 12. Rồi, hai đứa yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ, tụi em yêu nhau gần 4 năm thì cưới. Là do con tim mách bảo phải cưới nhau hay là do một cái gì đó tác động bắt phải cưới? Dạ, bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu cưới, ông muốn hỏi đại chứ không cứ là bộ. Khi mà được bác sĩ kêu cưới thì cái cảm giác của em như thế nào? Vừa lo sợ vừa sung sướng, nhưng mà trước mắt là kêu Chi lại về bàn để nói với ba với mẹ hai bên, thì may mắn là đồng ý rồi. Theo lẽ nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì chắc cũng chưa cưới đâu đúng không? Dạ, nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì cũng sau cái ngày cưới đó khoảng một năm là tụi em cưới. Tụi em cũng dự định là có cưới. Có nghĩa là cưới sớm trước năm. Dạ. Có vợ trẻ măng như vậy lại mang một cái tin vui đến cho mình thì chắc có lẽ là ông xã em cưng em lắm hả? Anh cưng em thì phải nói là cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa luôn. Không có để em động tay động chân bất kỳ việc gì á, xuống xe là cũng phải đỡ, rồi ăn cái gì mua cái gì cũng phải nghĩ đến em, là ăn cái này thì tốt cho bà bầu nè, ăn cái này thì tốt cho con nè, rồi em mua đồ này cho con đi, mua đồ kia cho con đi. Nói chung là rất là tâm lý. Cưới nhau về là mỗi ngày anh đều hôn em nè, rồi cũng đều nói là anh yêu em. Nhưng mà sau khi đẻ con ra em nói sao anh không nói yêu em nữa. Em đừng bắt anh nói những câu giả dối như vậy. Hoặc là anh nói là hiện giờ anh yêu người khác rồi, là anh yêu con đó. Vậy hả? Rồi cái cảm xúc của em sau khi bị trục xuất khỏi cái trái tim của chồng em? Ban đầu thì có hụt hẫng, tại vì mình phải dành thời gian nuôi con nhiều quá mà lại có sự quan tâm của chồng mình nữa, nên mình cảm thấy rất là hụt hẫng và lúc đó bị stress rất là nhiều. Chị hỏi Hưng nè, lúc mà vợ có bầu á, Hưng lại cưng được như vậy, giống như mỗi ngày mỗi nói yêu em, mà sau khi sanh rồi là Hưng lại nói không được là sao? Khi có con, cái đó là cái thời giai đoạn khó khăn nhất, là tìm hiểu mọi thứ rồi mình phải chăm con làm sao, mình phải nói gì với con, mặc dù nó biết nghe không, rồi mua gì cho con ăn, con chơi, con coi gì đó. Thì
những cái thứ đó nó làm vơi cái tình cảm với bà xã. Đó là cái cách giải thích của em đúng không? Và để làm sao em được thành một người chồng, một người cha hoàn hảo đúng không? Dạ. Và có hoàn hảo không? Nói chung là hiện giờ vẫn chưa hoàn hảo. Hỏi nè, hỏi thẳng luôn nè, ổng hay đi nhậu không? Trời ơi, một tuần là 7 ngày rồi. Chắc luôn, làm bên bia mà hay nhậu chứ. Em sinh con em nằm ổ là ảnh cứ một tuần đủ 7 ngày, không sót ngày nào. Đi nhậu về rồi làm gì? Vợ nhậu về chắc liền ngủ. Hay là quậy hay là sao? Nhậu về ói xong rồi đi lên ngủ. Có lần nào mà về mà gây sự cãi vã với em không? Cũng có, đến đánh nhau. Cái gì? Đánh nhau luôn hả? Dạ. Em đánh lại không mà em ai là người động tay động chân trước? Em luôn luôn là người đánh. Bạn này khởi nguồn. Mà đánh là ổng nằm im cho đánh hay sao? Dạ không có, để em kể cho nghe. Lần đó là anh đi nhậu về trễ quá, em đóng khóa cổng luôn, em không có cho vô nhà. Rồi anh cứ ngồi anh kêu hoài ngoài trước á, thì em mới ra em mở cửa vô thì chắc là biết lỗi hay sao, cứ ôm mình, cứ xin lỗi, cứ muốn làm lành. Nhưng mà em lúc đó em tức lắm rồi, máu em lên tới cổ rồi. Cái em mới tát khuôn mặt ảnh. Em tát hoài nhưng mà ảnh cứ tưởng là em đang giỡn, nhưng mà thật ra là em đang tát thiệt đó. Nhiều khi tát là tưởng không phải, ảnh bị tát quen rồi, giống như là đêm nào giống như là đêm nào ngủ mà ngáy là em bật dậy em tát luôn một cái, là hết cỡ tay em luôn, nên quen rồi, chai rồi, nên không có biết là tát thiệt hay tát giỡn. Nhưng mà lúc đó em tát một hồi sau ảnh mới giống như là nóng lên đó, mới xô em ra cho em té xuống, là ảnh cũng là ảnh tát em một cái. Tát xong rồi ảnh lên giường ảnh nằm, ảnh ngủ tỉnh bơ, còn em đứng đó em cứ nhìn. Từ trước bây giờ là duy nhất là bị ông tát cái đó thôi hay sao? Dạ đúng rồi, nói chung là tụi em cứ đánh nhau nhiều lắm, nhưng mà do em đánh ảnh thôi chứ không có đánh em. Trời thương quá, hèn gì cái đầu tụi lưỡi. Đánh nhau gây nhau đến mức mà mẹ chồng em phải lên nói cái gì vậy, thôi con. Bây giờ tới em đó, em nói về những cái thật xấu của vợ anh đi. Người ta có một cái xấu nhất, còn vợ em có hai cái xấu nhất mà. Thứ nhất là cái nói dai, nói dài, nửa đêm ngủ dậy cũng kêu dậy nói cả tuần, khi tháng luôn cũng không chừng nữa. Là một tuần nói luôn? Dạ. Có khi một tháng thôi không chừng. Ví dụ nói một câu chuyện hả? Dạ, ví dụ như em mắc lỗi cứ nói hoài, cứ ăn cơm cũng nói rồi. Rồi cái đó là cái xấu thứ nhất. Cái xấu thứ hai mà cũng là xấu nhất nữa là gì? Dạ, cái xấu thứ hai là cái tham tiền. Có nghĩa là ăn cắp thôi, là du địch thiên hạ. Ăn cắp hả? Dạ. Hôm nào mà đi làm, đi nhậu về mà thay đồ ra rồi bóp hay là quần máng lên là chắc chắn mất tiền. Rồi ủa, ở nhà là người nào giữ kinh tế? Bạn này giữ kinh tế, có nghĩa là bạn này giữ kinh tế. Nhưng mà thở ra là bị mất cắp. Dạ, có nghĩa là hôm nay phát cho bao nhiêu đó tiền, chiều còn dư là cắp lại. Một ngày phát cho được nhiêu? 100 ngàn. Ngày phát cho được 100 ngàn, uống ly trà đá 10 ngàn, ăn cơm tắm rồi đúng ba mấy 40, nhiêu 50 là ăn cắp lại. Cắp lại. Nhưng mà bây giờ hết ăn cắp được rồi. Thì sao vậy? Tại vì trước khi nhà em giấu. Có bữa mà anh đưa bóp cho em, anh nói nè, bây giờ tôi đưa cho bà cái bóp đó, bà giữ bóp tôi luôn đi. Nhưng mà em mở ra là không có một đồng nào trong đó, chỉ có mấy cái card visit, thẻ ATM, gì cũng giấu hết trơn, hình ảnh gì trong đó thôi, không có một tờ nào trong đó. Nhưng mà thật ra là tiền ở trong đó 500 ngàn, mà anh gấp kiểu nào, mà anh nhét vô cái ô nào đó, mà tới bữa sau mới thú nhận là anh nhét vô cái ô đó đó. Giờ anh móc ra cho em coi. Rồi còn một lần nữa, anh giấu tiền trong đôi giày đá banh, làm sao em biết được tiền ở trong đó. Cầm lên cái mùi nó sọc vô mặt mình là mình không quăng đôi giày rồi. Vậy mà anh giấu trong đôi giày đá banh. Rồi lâu thiệt lâu sau anh mới khai là bây giờ tiền, hồi đó tiền anh giấu trỏng đó. Rồi Hưng ơi, dạ. Bây giờ điều em mong muốn ở vợ em thay đổi là gì? Hãy nói đi em. Thay đổi đi em. Mong muốn hiện nay nhiều nhất của em là vợ em bớt nói nhiều, em nhức đầu quá em chịu không nổi nữa rồi. Em như nào có lên lương không? Không, cái còn nữa là ăn cắp thì giờ hết ăn cắp được rồi, tại vì em đã giấu hết rồi. Có tìm được chỗ giấu rồi. Chỗ giấu là hôm nay phải giấu chỗ này, ngày mai giấu chỗ kia, ngày mốt giấu chỗ nọ. Thay đổi nội ngủ mà lo cái đó không mà tóc mà không nổi. Còn em? Còn em mong ở chồng em là phải biết quan tâm em hơn nữa, và bớt đi nhậu lại. Trời ơi, trước khi cưới là em phải lên một kế hoạch là làm hàng sắp đơn kết hôn, ví dụ như hành hung vợ hay là xúc phạm vợ hay là đi không nhậu quá nhiều vợ, hay là cái gì đó lý tiền. Do em đã ghi sẵn của đó hết rồi, em ký sẵn luôn để đầu giường, để khi nào mà phạm vào cái nào thì móc ra cho ký. Trời, rồi đi sống bằng khát vọng.
Hiện giờ qua cái tiếp xúc với tụi em á, thì tụi chị thấy là rõ ràng á, cái cuộc sống của tụi em hiện giờ đang rất là thú vị đúng không? Chỉ có đôi điều những cái chuyện chẳng hạn như vợ em nói là bớt nhậu á, thì chị nghĩ cũng đúng hơn để mà giữ gìn sức khỏe. Còn cái việc mà em giấu tiền, chị chúc em mỗi ngày em mỗi tiền lên được nhiều những chỗ mà kinh tế hơn. Nha, chúc tụi em hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn em. Thì em nhận được cuộc điện thoại đó, nghe bên đầu bên kia là alo chồng hả chồng? Hết rồi. Nhưng mà bạn em cũng có đứa em tên là Trọng, thì em mới nói lại là với anh Trọng hả? Lúc đó em quên. Tại vì mới có một tuần thì ít ra cũng có nhớ chút chút, xong rồi nhắc lại thì cũng nhớ. Thôi xong rồi hẹn nhau là về Sài Gòn rồi mình gặp nhau. Thì mình rất là lo, nửa đêm đứng nằm khóc rấm rứt vậy, tại vì mình thấy mình có lỗi á. Mà ông này thì ông cũng hay làm những cái chuyện điên điên, mình không có biết được. Thì em qua nhà bạn em thì nó ngồi nó làm việc á, tối rồi thì em không biết làm gì, em thấy cái vít em cầm em chọc vô ổ điện. Nhưng mà em cầm cái cán này nhựa nên không sao, nhưng mà nhà nó thì cúp điện hàng loạt hết. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào chú rể, chào cô dâu. Không, chào hoàng tử, chào công chúa chứ, đúng không? Giới thiệu về mình đi em. Em tên là Nguyễn Tấn Thịnh, năm nay em được 30 tuổi. Em đang làm văn phòng kinh doanh. Còn đây là bà xã của em. Tên là Hứa Thị Bích Tuyền, năm nay 29 tuổi. Chồng là kinh doanh hả em? Dạ, em làm bên kinh doanh. Còn em là bên... Em làm bên quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng. Tụi em quen nhau trong trường hợp nào? Đó là một cái câu chuyện cũng khá là dài. Năm đó là tình nguyện viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh ở tỉnh Trà Vinh. Vào cái ngày hội quân cuối chiến dịch á, thì tất cả các đội viên và cả đội chỉ huy sẽ gặp nhau. Lúc đó cả đội cũng đã ăn mừng xong rồi, thì em mới ngồi trước cổng trại. Trong đội của em á, thì có một cái trào lưu là dày, mọi người cùng viết, cùng nhau là viết lưu bút, đặt cho nhau những cái biệt danh. Em cũng có một cái bộ sưu tập những ông chồng trong lưu bút. Sưu tập chồng hả? Thật ra lúc đó mình đi mùa xanh mình cũng rất là đen đúa xấu xí, nhưng mà không biết làm sao mình thu hút được bốn anh rồi. Thì mình quyết định là đêm nay, cái đêm hội quân đó là mình phải vớt được thêm một anh nữa cho nó đủ nửa chục. Thì cái là em thấy anh đi ngang, cái em cười ngoài mắt ảnh là anh ơi sao em thấy anh quen quá. Em đang ngồi ở cái cổng đó. Dạ. Thì anh ấy đi ngang qua. Dạ. Lúc đó em cũng cắm trại xong ở đội của em thì em đi vòng vòng. Em cũng đi ngang thì nghe nói là quen. Mà trên tay cầm hai con khô nữa. Nên đó là em tấp vô em làm quen luôn. Quen con khô hay là quen cô bạn này? Cười thì cũng tươi nhưng mà con khô thì cũng còn tươi. Em làm quen rồi cũng nói chuyện với nhau. Hồi nói mà cũng quên luôn con khô và bắt đầu ghi lưu bút. Trời ơi. Có nghĩa là đây là cái người thứ năm của em đó. Dạ đúng rồi. Lúc đó em nói chuyện một hồi thì em cũng ký vô là chồng năm hứa nuôi em 5 năm. Chị hỏi nè, em có thấy là từ đó đến nay con số 5 là con số may mắn của em không? Đúng rồi, đúng may không? Mắn. Sau đó đúng thì rồi. Em có ký là một cái hợp đồng khác là giấy đăng ký kết hôn. 50 năm. Rồi sau đó thì hai người hẹn hò đó sao? Kết thúc chiến dịch về em đi làm, còn cô ấy thì đi chơi với bạn ở Gia Lai. Đột nhiên là mình nảy ra ý định là mình muốn gọi điện cho anh này để mình khoe về cái chuyến đi đó. Thì em nhận được cuộc điện thoại đó, nghe bên đầu bên kia là alo chồng hả chồng? Hết rồi. Nhưng mà tại em cũng có đứa em tên là Trọng thì em mới nói lại là kiếm anh Trọng hả? Rồi lúc sao? Đó em quên quá. Tại vì mới có một tuần thì ít ra cũng phải nhớ chút chút, xong rồi nhắc lại thì cũng nhớ. Thôi xong rồi hẹn nhau là về Sài Gòn rồi mình gặp nhau. Rồi có gặp không? Có. Sau đó về Sài Gòn thì cũng chat qua chat lại này kia. Rồi tới sinh nhật của cô ấy thì cô ấy cũng có mời em đi uống nước này kia. Lúc đó em thì em cứ nghĩ là bạn bè bình thường, thì em mới rủ thêm thằng bạn ở cùng nhà trọ nữa. Trời ơi, hai ông đèo nhau đi đến dự sinh nhật vậy đó hả? Đi đến xong rồi mấy đứa bạn gái cùng phòng của cô ấy nói là sao mà dẫn đi chơi với Hiếu, sao mà dẫn dẫn ông bạn thân thôi, dẫn kia đào theo kia không biết canh ai. Thế là em cũng ra em nói là thôi mày về trước đi, hồi tao về sau. Thì anh này anh cũng không có tâm lý, tại vì thật ra lúc chat là em nhớ rõ là anh nói là anh hứa là anh qua anh chở em đi chơi. Mà lại dẫn theo cái ông kỳ đà đó. Thì anh này cũng rất là lịch sự, ga lăng là chở mình tới cái nhà sách để mà mua một món quà. Cái hồi anh dừng lại ở cái kệ gấu bông,
chỉ vô cái con to nhất, nói em ơi em có thích con này không. Vừa hỏi xong thấy cái dáng nó chạy lại mất hồn không đủ tiền rồi. Em có mua không em? Lúc nó rung quá đi cái chờ con này trả lời. Ta mua rồi phải không? Dạ không, người đàn ông này là mình mới vừa gặp, mình nhận của người ta món quà to vậy em không biết là chuyện nó đi tới đâu, mất công mắc nợ rồi sao quá. Đúng rồi. Em nói thôi đi uống cà phê đi. Vô tình là em cứu chồng em một bà vua trông thấy luôn, đúng không? Lúc đó em buồn quá để rồi. Trong cái thời gian hẹn hò đó, hai người có một cái kỷ niệm gì mà đáng nhớ hơn không? Có một lần đó em cũng chở cô ấy đi chơi xong rồi trở về thì cô ấy mới nói là anh đợi em chút xíu em vô em lấy chai dầu gội đầu đưa cho anh. Cái mình mới sung sướng quá đi, hồi hộp mình đợi ở ngoài, cô ấy vô lấy chai dầu ra rất là vui vẻ đưa cho mình. Cái cô ấy nói là anh ơi cái này là em mua 57 ngàn á, em bán lại cho anh 52 ngàn thôi. Tôi nghĩ trong đầu đó là cô ấy sẽ nói anh ơi tặng cho anh đó. Rồi có trả tiền không? Có. Em cũng ngây ra một chút, xong rồi em cũng móc ví ra em trả 52 ngàn. Sao tự nhiên lúc đó em lại bán vậy? Đó mình còn là sinh viên cũng còn phụ thuộc vào gia đình thì cái số tiền đó nói lớn. Với lại anh này á thì mình cũng có mắc nợ mắc nần gì anh đâu. Quà sinh nhật anh tặng mình cũng đâu có lấy, mình đâu có nói là mình cho anh tại anh tưởng bỏ. Chị rất là thắc mắc, em mua 57 ngàn tại sao em bán 52? Khai thiệt đi, bữa đó xài chưa? Hình như là có xài rồi tại vì biết ngay mà thấy chưa. Cô này rất tính toán, có kiểu buôn bán đúng rồi mà còn vậy là biết giữ tiền đồ này kia cũng rất là tốt. Rồi thế là quyết định tấn công. Đúng nhờ. Rồi, thì lúc đó yêu nhiều hơn. Yêu nhiều hơn, đó. Hay ha, công nhận không? Hai chồng em toàn là chưa lạ thôi. Đâu còn cái nào lạ nữa, nói chị nghe coi. Hôm đó thì em cũng vô tình coi trên cái máy tính á, thấy trời ơi, luôn một cái file tên là chat với Nam, chị chịu nổi không? Nam là cái người yêu cũ của cô ấy, hai người là hẹn tối nay là gặp. Thì thế là em sôi máu lên, tức quá đi, nhưng mà em kìm xuống. Em mới nói với cô ấy là thôi để anh chở em đi làm, chiều anh đón anh về. Không chịu. Thì nó không có gì hết, nhưng biết là tính ảnh ghen cho nên là mình thoái cái đoạn chat trên Yahoo. Cuối cùng là càng làm càng rối, thành ra cái cách ngu ngốc nhất là có bị vô cái file Word, cái bỏ vô cái chỗ mà mình hay đánh bài vở thì là ảnh phát hiện ra được. Cuối cùng có đi gặp bạn đó, có đi gặp người bạn đó và có tặng quà cho người bạn đó xong rồi trở về. Quà mà nói láo em chị, tặng cái chai dầu thơm mà nói là tặng cái đĩa album mà trong khi cái album nó là em thích nhất nữa. Lúc đó em tức quá trời tức luôn. Thì lúc mà em đi làm về không có liên lạc được với ảnh, gọi điện cho bạn ảnh thì cuộc họ cũng không có nói. Thì mình rất là lo, nửa đêm cứ nằm khóc rấm rứt vậy, tại vì mình thấy mình có lỗi á. Mà ông này thì ổng cũng hay làm những cái chuyện điên điên mình không có biết được. Thì em qua nhà bạn em thì nó ngồi nó làm việc á, tối rồi thì em không biết làm gì, em thấy cái vít em cầm em chọc vô ổ điện. Nhưng mà em còn cái cán này nhựa nên không sao, nhưng mà nhà nó thì cúp điện hàng loạt hết. Tội nghiệp anh thôi, anh đây bị xúc động mà dạy vô dưới. Ngồi nó nhìn thấy em chọc vô thì nó tưởng em chọc cái tay vô ổ điện, nó nói thính thính mà có sao không anh. Cái này em không thèm trả lời, thính mới con sống anh. Nó đâu dám đụng em đâu, tại nó sợ. Cúp điện mà, cúp điện đâu có thấy. Ta nói gì? Rồi cái em mới nói là tao nè. Tức giận nhưng mà cũng có cái sự mà cân đong đo đếm. Chứ bữa đó mà chọt cái tay vô là coi như xong luôn rồi. Giận xong cái tay rồi. Xong luôn rồi. Rồi lúc mà lấy nhau xong có cái gì bất ngờ về nhau đúng không? Gia trưởng mạnh khó tính lắm. Lúc yêu thì chiều người ta bao nhiêu. Ví dụ như chở, có chở đi mua sắm thì cũng có đợi lâu thì cũng đâu có phàn nàn chứ vậy đâu. Còn sau này cũng phát hiện ra chuyện đó là chuyện ăn mặc của mình ông cũng quản. Đi biển luôn. Mà mua cái quần sọt với cái áo ba lỗ thôi dẹp liền, đi thay cái áo nào dài dài, cái quần cái áo nào dài dài cho tôi chứ Vân mà đi biển mà. Nhưng mà vợ mình mà để người ta dòm nó này kia cũng không có thích. Đó, bây giờ đó không thích vợ vậy, vợ thích chồng vậy. Vậy thì qua chương trình này thì mỗi người có muốn người bạn đời của mình thay đổi gì không? Khuyết điểm của vợ em là mua sắm nhiều quá đi mà. Có một lần á thì bà xã rủ là đi mua giày, em ngồi ngoài em đợi một tiếng đồng hồ luôn, lựa lâu thiệt lâu, cuối cùng ra không cầm gì cả. Cái em mới hỏi là ủa em mua không được hả em? Nói là không, em lựa được 2-3 đôi cũng ưng lắm á, nhưng mà để em mua cái đầm nào hợp em mới mua đôi giày. Trời ơi.
Xong rồi cái em tức quá trời tức luôn, kêu lên xe đi về khỏi mua gì hết. Trên đường nhà thì em mới nói là không lẽ mua cái đầm là đôi giày, hai cái đầm hai đôi giày, một tủ đầm là một tủ giày. Vậy mà cũng cãi. Em mua vậy là em tiết kiệm. Này là do anh không có tâm lý chị ơi. Sao? Tại vì á, lúc đó là thật ra là em mới sanh đi không. Thì thứ nhất là cân nặng của mình lên, cái hình thể của mình nó cũng khác. Quần áo là chật hết, rồi giày cũng chật, cũng tăng lên một số. Thì cái chuyện mà mình mua sắm đồ mới là cái chuyện nó cũng gọi là cũng hiển nhiên. Mua phải có kế hoạch chị ạ. Nói là năm nay là em cần bao nhiêu đôi giày thì chỉ mua đúng cái số lượng đó thôi. Chứ bây giờ dễ lắm, bây giờ em cứ cho một năm á là em có 5 đến 10 hoặc là đến 50 đôi giày. Trời ơi, trời ơi. Em có chiêu đó thì tùy cho cho em thỏa thuận. Rồi em cứ vậy mà em thực hiện thôi. Đúng không? Dạ. Còn chuyện em giữ gìn được cái giày của em á, từ năm nay tồn qua năm kia đó là chuyện của em. Hay hay. Rồi, rất cảm ơn tụi em. Cảm ơn hai bạn. Bạn ơi, mặc đi kẹo lạnh. Kẹo lạnh chứ thật ra là nãy giờ lạnh ngắt rồi. Bây giờ mình không biết nó là ai, rồi mình nhận thì làm sao biết sao mình trả đi, hay là em từ chối? Hai ba lần rồi cô ấy không chịu nhận. Thế là em tự ái quá, em vò cục, em bỏ vô chở xe dưới này, không về luôn. Về tới nhà thì la quá trời luôn, tại vì có áo mưa mà không mặc mà. Giỡn ghê, như chuyện là dục luôn. Trước khi cưới anh có hứa là khi nào mà em nấu cơm á thì anh sẽ rửa chén hoặc là anh sẽ nhặt rau phụ em. Còn sau khi cưới anh chạy luôn. Bài ca tận tất cả những ông chồng trước khi cưới đó em. Em xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với một cặp vợ chồng tiếp theo. Hôm nay là giao lưu với hai cô dâu, phải nói là cô nào cũng có một cái miệng cười rất là xinh xắn. À, cô hồi nãy có hai cái răng khểnh, cô này thì lại có bờ môi rất là xinh đẹp ha. Em sao mà vô cái em để ý liền cái chuyện mà không, những người chồng người ta không hề thích cái chuyện đó. À, không sao, tại vì khổ cái là bây giờ cô dâu ngồi đối xứng với em phải nhìn thôi. Thường thì là người ta nhìn vào đôi mắt đúng không em, để đánh giá con người ta sẽ nhìn ngay vô cái môi vậy. Tại vì người phụ nữ bây giờ em nhìn vô mặt người phụ nữ, bây giờ em cũng nhìn cái miệng chứ đó. Em giới thiệu đi. Em tên là Trần Hoàng Quân, là kỹ sư công nghệ thông tin. Quân em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 30 tuổi. Còn em? Em tên là Phạm Ngọc Hoài Thu, dạ em đang làm kết website ạ. Nay em 30 tuổi luôn. Lần đầu tiên các em là gặp nhau là khi nào? Hồi trước là một ngày học chung một lớp luyện thi. Trong lớp á thì có một bạn rất là thích, thích ghê lắm lắm. Thành ra cứ mỗi lần ngồi học lúc nào cũng dĩ đã với em về bạn này. Dĩ đã mức mà em buộc phải chú ý, em ngắm. Phát hiện ra cô này da trắng, mắt to, tươi tươi. Em không hề biết luôn. Em lúc đó là cũng có tâm tin một anh chàng đẹp trai khác ở trong lớp. Dạ. Hai cái bạn mà thích bạn này cũng thế hay không? Dạ không phải ạ. Em một người khác. Ồ. Thành ra em mới có cơ hội. Thì cái một đêm bọn em đi học về tối, trời lại đổ mưa rất là to. Em thì phải mặc áo mưa đầy đủ, em chạy lên thì thấy ở xa xa có một bạn nữ đi xe đạp, không mặc áo mưa, mặc áo trắng nữa, ướt luôn, cũng hơi mụn mụn. Bởi vì mới để ý đó, y như em vậy đó, sợ thiệt. Rồi sao nữa? Máu ga lăng nổi lên, cái em dấn xe lên phía trước, liếc qua phát, à thì là cô ấy. Em mới lột cái áo mưa em mặc, em đưa qua nói, bạn ơi mặc đi kẻo lạnh. Kẻo lạnh á. Đừng có giấu cái lý do kia đi. Ờ đó, kẻo lạnh chứ thật ra là nãy giờ lạnh ngắt rồi. Lúc đó em nhìn qua, em không có nhận ra. Thì anh cũng cứ nặng nề em mấy lần luôn. Thì em mới suy nghĩ bây giờ mình không biết nó là ai, rồi mình nhận thì làm sao biết sao mình trả, hay là em từ chối. Hai ba lần là cô ấy không chịu nhận. Thế là em tự ái quá, em vò cục, em bỏ vô chở xe dưới, em không về luôn. Về tới nhà bị la quá trời luôn, tại vì có áo mưa mà không mặc mà lộn luôn. Giỡn ghê, như chuyện là dục luôn. Do dục. Đó mà em làm như chị Vân là giờ này em đâu có vợ đẹp gì. Có em về, em cứ ngồi nghĩ cái chuyện đó hoài. Nhưng mà từ đó là em ấn tượng. Là cô này vừa xinh xắn, còn cá tính mạnh nữa, quý bỉnh nữa. Thôi, được rồi, hay là lên kế hoạch tấn công. Nhờ vậy mà quyết định tấn công nè. Còn vợ thì cảm xúc của em như thế nào? Đó là em cảm thấy buồn cười. Em gặp em gái của em, khi em mới nói với nó là hôm nay có một fan hâm mộ đến là để đưa áo mưa cho chị. Nhưng mà chị từ chối, chị không nhận. Bởi vì xấu quá, làm sao mà có cửa để cua chị. Trời ơi, có biết câu đó không? Hay là sau này mới biết? Chắc nghĩ là tới bữa nay mới biết đó. Chắc bữa nay mới biết đó. Rồi thì đến lúc nào thì em mới cho người đàn ông này một cái cơ hội để mà quen với mình? Sau cái bữa đó thì đầu em phát hiện ra là bạn học chung lớp với mình. Thì em có hỏi thăm một bạn bên cạnh của em. Bạn đó thì biết hết tất cả thông tin của những bạn trong lớp. Thì bạn mới nói về bạn này học cũng giỏi. Khi đầu mới tìm hiểu nhau. Em ấn tượng rồi thì em quyết định phải tấn công. Cái tấn công của em là
là tạo cái kiểu là mưa dầm thấm lâu. Đã quen nhau trong một đêm mưa rồi thì mình sẽ tới mưa tiếp. Thì mỗi buổi tối á, khi bạn ấy đi về thì em phóng xe lên trước, nhưng em đến giữa đường em đợi ở cây xăng. Thì sau khoảng một thời gian ngắn thì em biết được nhà, biết được bạn ấy học trường nào. Thế là em cứ lên kế hoạch. Và đến một ngày á, là trong lúc bạn ấy đi về, em lướt xe lên tới. Cặp xe lên. Yeah. Từ đó là về sau là bọn em đi học về chung nữa. Và lúc đó là em kèm sát luôn. Cho một cơ hội nào để ai đi. Bao lâu trường mới tỏ tình? Tình cờ là bọn em thi chung trường và cùng đậu vào trường, là trường Đại học Bách Khoa. Nhưng mà chỉ khác khoa thôi. Em nhận được tin đó em rất là vui. Nhưng mà lúc em cũng rất là lo lắng. Tại vì trường Bách Khoa thì nam sinh nhiều, nữ sinh ít. Coi như là thỏ thì ít mà hổ báo thì nhiều. Thành ra em quyết định là trước ngày vào trường là em phải tiên phát chiến nhân, tấn công ngay lập tức, phải đổ hai bút đồ ngay lập tức. Bữa đó là bọn em được tổ chức đi tham quan đại miếng diệt Củ Chi. Và em đã quyết tâm là phải hạ gục đồ ngay ngày hôm đó để không tạo ra một cơ hội nào cho đất nước, kẻ thứ ba nào, trong kẻ thứ ba chiên vào. Thì em mới nghĩ rất là nhiều lời hay với đẹp và đồng thời mua món quà. Đến cái lúc mà chuẩn bị ra về thì tranh thủ là mọi người đang nhốn nháo nhốn nháo, là em chạy tới tìm được bạn ấy, lôi ra cái hồ nước trước đền. Anh lôi ra hồ nước trước đền làm gì? Anh lúc tóc anh nói được vài câu xong rồi anh tặng em món quà. Anh nói gì? Lúc đó anh chỉ nói được mấy câu là nhưng mà mình quen nhau lâu rồi, giờ mình cũng thích bạn. Thì bây giờ mình tiến tới với nhau là mình yêu nhau đi. Lúc đó tôi mấy câu với em đưa món quà, đó là một cái hình trái tim màu đỏ. Em đưa ra xong em bóp một phát. Em phát lên I love you. Rồi nắm tay lắm. Rồi sau đó là bạn thấy bạn ấy cười gật đầu là em nắm tay em lôi về luôn. Sau khi mà quen nhau có bao giờ mà giận hờn nhau? Giận thì không giận, cũng có lần mà em xuất tan vỡ luôn. Lần đó là em phải đi công tác Hà Nội một năm rưỡi. Thì sau khi đi công tác Hà Nội thì có một lần về phép là em mới ngỏ lời cưới hỏi đi. Thì tự nhiên thấy bạn ấy trầm ngâm, ba yêu nhau bao nhiêu lâu rồi? Giờ còn gì nữa? Mấy năm cơ? 7 năm. Sau đó thì do điều tra ra em mới tìm ra sự thật là sao. Lúc đó là em bị say nắng một người khác. Thời gian đầu khi anh đi á, em cũng rất là quan tâm tới ảnh. Em gọi điện thoại, em nhắn tin nói chuyện rất là nhiều. Thời gian đầu anh cũng trả lời. Sau đó cái ảnh vơi dần đi. Có lúc mà em nhắn tin xong 2-3 ngày sau anh mới trả lời. Gọi điện thoại cũng không thèm nghe. Sau đó cái em giận, cái em chán. Lúc đó thì bên cạnh em thì lại có một anh chàng cũng rất là đẹp trai, rồi lại quan tâm chăm sóc cho em nữa, làm em bị lung lay. Em đừng nói với chị là em cũng bị say lạnh đó, ngoài kia say rét. Say rét đó, ở đây là say nắng, không phải là say rét à? Dạ không ạ, tại vì lúc đó là em tham dự rất là nhiều cuộc họp. Cô bé này gọi tới, đang họp với khách hàng em không nghe được. Sau đó em đi ra thì lu bu em quên mất, không gọi lại. Nhưng mà sau này về biết được cái đó là nguyên nhân thì em mới là sốc. Chị hỏi em là công nghệ thì nắm ở trong tay. Ôi trước khi đi ngủ phải nhắn tin cái ví dụ vậy đúng không? Nói chung là cũng hơi vô tâm. Đúng rồi, vô tâm. Chứ không phải là vì là say rét. Thì sau khi mà thì cổ thú nhận là như vậy, em thấy rất là nguy hiểm. Em xin nghỉ phép 2 tuần. Em quyết tâm là phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Tức là sốc mà sốc tích cực em ơi, không phải sốc tiêu cực. Thực ra lúc đó em cũng không thực sự hy vọng mấy, là làm hết sức mình thôi. Thì em mới tìm cách em chăm sóc bạn ấy nhiều hơn, nhờ cái sự giúp đỡ của mẹ vợ nữa. May mắn sao sau đó tình hình nó thay đổi. Để hỏi là xã chứ lúc đó em khó xử không cơ? Dạ có, em cũng phải mất một thời gian dài. Thì sau đó mẹ em biết, mẹ em la, mẹ em bảo là thì người ta mới quen mà làm sao mà mình biết được người ta như thế nào. Rồi người ta còn đẹp trai, còn nói chuyện hay nữa. Thì khó mà tin tưởng được. Trong khi anh á thì mình quen lâu lắm rồi. Rồi thì em quay về đó, đến bao lâu thì hè đến nhà? Làm liền luôn anh, em sợ quá rồi. Em không thể nào để cơ hội vượt qua nữa. Em quyết định là bắt phải ký chung một hợp đồng luôn. Thế là sau khi cưới nhau thì em phát hiện anh chồng em có điều gì đó bất ngờ. Sau khi cưới thì một thật xấu là lộ ra hết. Trước khi cưới anh có hứa là khi nào mà em nấu cơm thì anh sẽ rửa chén hoặc là anh sẽ nhặt rau phụ em. Còn sau khi cưới anh chạy luôn. Đó là bài ca bất tận tất cả những ông chồng trước khi cưới đó em. Em có rửa chén chị. 8/3 và 20/10 hàng năm em đều xung phong cưới nữa. Ngoài cái chuyện hứa ra đó còn có gì nữa không? Anh có tật nghiến răng ạ. Nghiến răng khi ngủ hay nghiến răng khi thức? Dạ nghiến răng khi ngủ. Em mà hễ mà nghiến răng là cổ dựng lên. Trời ơi. Công nhận vợ em hiền ghê. Còn ngoài cái chuyện mà bị vợ em đánh trong giấc ngủ thì còn cái gì nữa không? Từ lúc mà yêu nhau thì rất là thỏ thẻ, hôm nay bàn thì em nói gì cũng nghe hết. Đâu có giận giống nai mà. Vậy giờ thành con sư tử. Ủa đúng không anh? Em rất là nai. Giống nai vừa chứ.
Ở đây tất cả các anh chị có tin rằng là cô dâu ngồi trên này là một con sư tử nhỉ? Có. Có không? Không bao giờ. Trời ơi, em rất gần rớt xuống giường đó. Ngoài ra thì vợ em còn có cái gì nữa không? Cũng lạ lắm, là trước khi cưới á thì ghen lên bờ kiếm ruộng luôn. Sau khi cưới hình như là hết biết ghen. Trước khi cưới mà có một lần á, khổ mượn cái bóp của em, trong đó em để quên một tờ giấy. À, sau đó lần đó là ghen cho em tan nát luôn, tan thành luôn. Một tờ giấy đó ghi cái gì vậy? Dạ, tờ giấy đó là lời chúc mừng sinh nhật của một cô bạn gái cũ của ảnh. Ảnh để trong đó mấy năm liền rồi. Cho nên em mới thắc mắc, em hỏi tại sao anh phải để như lâu như vậy, anh không lấy ra. Cô bắt em phải tự tay cầm tờ giấy đó, mọi chỗ khác. Cảm giác là chồng em có một cái gọi là đầu tư, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đầu tư quá mức luôn chứ ai để quên năm rưỡi như vậy, đúng không? Nhưng mà tại sao em lại hết ghen? Lần đó là công ty em tổ chức thi khiêu vũ. Giống như bắt cặp không biết làm sao mà em được bắt cặp với một cô thư ký xinh đẹp, xinh đẹp, dễ thương. Khi mà biết cái đó là em cũng thử xem vợ mình còn ghen không. Thì khi tập á là bọn em nhảy kiểu rumba rất là tình tứ. Em rủ vợ em theo. Cái con cô kia thì cũng rủ bạn trai theo. Anh biết điều rumba là nó sẽ có những động tác rất là gợi cảm, tình tứ đó. Đó. Ôm eo, ôm eo rồi. Thì cũng có một cái động tác rất là gợi cảm là em phải nâng cô bạn gái lên và áp mặt vào nhau như thế này, giống như là đang hôn nhau vậy đó. Em liếc qua thì thấy anh bạn trai của cô thư ký đó mắt long lên sòng sọc, mặt bình lại, rất là máu dồn lên mặt. Em liếc vào cô này cười te. Đã vậy xong đó cũng lại chỉ em ở động tác thì còn phải tình tứ hơn nữa nè. Tại sao vậy em? Anh nhảy rất là dẻo hơn cái cô kia nữa. Lắc mông trời ơi, dẻo lắm. Cái em thấy mắt cười của em quên luôn, em không để ý luôn cái chuyện đó. Quên luôn cái vụ ghen à. Rồi sau đó là sao? Thì sau lần đó là em không dám bắt cặp với ai nhảy nữa. Nhưng mà cuối cùng là có khiêu vũ trong cái đêm tiệc không? Dạ có. Thực ra là đó chỉ lọt có một lần đó thôi đúng không? Chứ còn dễ gì mà không ghen. Trời ơi, vui vẻ hạnh phúc quá. Vậy là các bạn còn muốn ở nhau cái gì hơn như vậy nữa không? Em cũng cần ảnh thay đổi. Và ảnh cũng khá là tự tin và khá lạc quan vào cuộc sống. Tự tin về nhiều việc quá cho nên là nhiều lúc mà ảnh làm những cái vấn đề á mà anh không có lường trước được hậu quả. Em nói anh lạc quan vậy em có thấy em bi quan? Dạ có. Anh vẫn hay nói là em bi quan. Em nghĩ là em không phải là em bi quan mà em chỉ nghĩ là em nghĩ trước tất cả những cái. Nhưng mà nhiều khi lo quá xa. Tức là việc chỉ cần lo 10 mét thì lo tới cả cây số. Cái người vợ lo xa là cái người vợ mà sau này chồng và con sẽ được nhờ. Còn trong cuộc sống thì với người đàn ông cái tự tin là cái rất là quan trọng. Nhưng đừng liều. Nhất là trong vấn đề làm ăn. Đừng bao giờ liều mà gọi là liều mạng. Xin cảm ơn hai bạn. Có một lần cãi lộn, hù em đưa tay lên định xử em. Nhưng mà em đâu vừa. Mặt nè, ngon nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. Chồng em ghen hơn. Chỉ có cái việc mà lướt Facebook thôi á, vô là coi em like hình của ai, comment gì thì sẽ hỏi anh này là ai, quen như thế nào, ở đâu. Sao em ai cũng quen hết vậy. Em không nói chuyện với người ta, sao người ta trả lời lại em. Giống như là quy chụp em vậy, rất là bực mình. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son là một chương trình được dựa trên format Shinkansen Irasai của đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Cô Thượng xin kính mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai bạn ngồi. Hai bạn có run gì không? Có run không? Dạ hơi căng thẳng. Hơi hả? Hơi căng thẳng hả? Đừng nữa căng. Quý vị cho chàng có tay để cho cô vô bớt căng. Rồi bây giờ để cho bớt căng thẳng, nhường em là người đầu tiên giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thư Ngọc Huỳnh, năm nay em 27 tuổi, hiện đang làm kế toán. Em là Lâm Nghĩa Quyền, năm nay 26 tuổi, hiện nay là nhân viên. Quyền gặp Quỳnh khi nào và Quỳnh gặp Quyền khi nào, khi nào mà Quỳnh với Quyền gặp nhau? Hai đứa tụi em thì gặp nhau năm 2008, tình cờ một đứa bạn của em, nó rủ em đi uống cà phê, nói là bạn gái của nó có một người rất là dễ thương giới thiệu cho em. Thì lần đầu tiên gặp cô ấy thì dễ thương, vui vẻ. Ấn tượng ban đầu của em về anh này thì đẹp trai, cao to, nhìn cũng phong độ, nhìn rất là có duyên. Nhưng mà nhìn cái xe của ảnh thì giống như xe đua vậy, thì em cảm thấy là có ấn tượng xấu rồi, ghét. Rồi sao? Rồi đi chơi với nhau bao lâu thì cảm thấy là... Đi qua tới 2-3 tuần sau, tự nhiên cô ấy gọi nó Quyền ơi xuống chỗ Quỳnh đi chơi. Tự nhiên có người phụ nữ rủ mình đi chơi thì vui. Mà sao
Lúc đó Quỳnh lại gọi cho Quyền là chở đi chơi. Ban đầu gặp thì thấy cũng phong độ, thì thấy cũng thích thích thì gọi điện rủ đi chơi thôi chứ chưa có ý định, chưa có tình cảm gì hết. Dạ. Rồi đến khi nào có một chút xíu ý định, cỡ một tuần sau tự nhiên thấy thích cô ấy, làm quen cô ấy luôn đi còn sao. Tuần nào em cũng xuống chở đi chơi. Chở đi chơi tới một ngày nào đó thì tự nhiên cô nói chia tay. Cái gì vậy? Ủa, nhưng mà đã yêu nhau đó là bao lâu mà? Đúng không? Cái đó là chưa có yêu, đó gọi là mới quen thôi. Xong nhưng mà em là thích cô ấy rồi, nhưng mà cô ấy nói thôi còn đi học để từ từ tính. Đó cũng còn học lớp 11, em cũng muốn là tiếp tục công việc học cho nó xong, có công việc ổn định rồi mới tiếp tục quen. Nhưng mà cái đó cũng là một phần lý do thôi. Tại vì em thấy anh này cô ấy nghe lời bạn của cô ấy nên bỏ em. Nhưng mà quen bao lâu thì là xảy ra chuyện đó cưng? Dạ thì quen khoảng 3 tháng thôi. Nói nghe nè, nói chia tay với Quyền á, rồi là Quỳnh có một cái ý định gì với một cái người khác không? Sau khi chia tay rồi thì anh này anh rất là lì, hầu như là tuần nào cuối tuần cũng xuống cái quán nước của mẹ em ở đầu hẻm á, ngồi đó uống nước rồi nói chuyện, nói chung là lấy lòng. Lúc đó thì chưa có biết tại sao lý do gì chia tay nên em xuống chơi, ra tới ngã ba ngõ và thấy em ngồi ngoài quán là đi vô nhà. Còn mà trường hợp mà gặp bất đắc dĩ thì mặt nói mặt thì không mắc giống như là đau kiếm nữa. Vậy hả? Không có quan tâm nữa. Chia tay rồi em ghét cái này lắm, nhìn mặt là không mưa. Nhưng mà em biết lý do tại sao mà Quỳnh chia tay em không? Em thì nghĩ lý do chuyện bạn nghe lời bạn, nghe lời bạn bè, bạn nào không phải nghe lời bạn bè, ý định cá nhân thôi. Không phải bữa nay phải hai mặt một lời đi. Hai mặt một lời nói cho nó rõ luôn. Dạ thì mới có 17, 18 thôi mà quen vậy rồi sẽ sao nhãng chuyện học hành, với lại anh này thì cũng lười học, ham chơi nữa. Em cũng muốn là khuyên anh này học hành. Nhưng rồi mà trong cái thời gian quen nhau là em chăm lại, em học lại rồi. Mà chăm lại hả? Nghĩa là từ vậy sao vẫn để cho cổ đòi chia tay mình? Em không biết lý do chứ. Nói thì bây giờ bữa nay nói lý do đi. Tại vì anh này chưa bỏ cái chiếc xe đó. Còn thấy còn đi đua xe. Thấy chưa? Chia tay bao lâu? Khoảng 2 năm và tụi em bắt đầu quen lại. Lúc đó là Mạnh Ai có bồ à? Thì lúc đó thì em cũng có quen 2-3 đứa. Nhưng mà bóng của quả thì để trong trái tim em rồi. Sao nó yêu em mà quen nhiều rồi à? Thì quen để chở đi chơi, để nói chuyện lúc buồn. Chứ đâu có cảm giác gì. Hiểu. Tội, tội nghiệp đúng không? Chứ giờ bạn đồng trang lứa người ta có người ta chở sau lưng xe mà xe mình nẹt vô ngon lành, tự nhiên không có ai ngồi thì cũng kỳ. Đúng rồi. Sao không vùi đầu vô chuyện học đi cho nó hết thời gian? Tự nhiên đang thương bảo quá, tự nhiên mới nói một cái nản, không muốn học luôn. Không vô. Không phải lấy lý do đó anh, thật ra tại vì anh này không muốn học. Lấy lý do là chia tay nên là bỏ học. Đâu có đó thì quyết định không học thì ra học nghề. Nhưng mà lúc em chia tay bạn này á, thì lúc em có vùi đầu vô học hành không? Dạ thì vừa học vừa chơi, thư giãn thì cũng có quen thêm mấy anh. Dạ. Hai anh. Hai anh thì cũng đâu có vừa. Con này 3-4 thì bên này là 2-3. Thì quen với mức độ là bạn bè thôi, thì cũng chia sẻ đi ăn đi chơi cà phê thôi. Nhưng mà trong đầu vẫn còn nhớ hình ảnh của anh này. Trong đầu thì chưa có hình ảnh anh này, tại vì em nghĩ anh này là anh còn ham chơi còn nhỏ, em thì muốn quen cái người lớn tuổi hơn, có công việc ổn định, có thể chăm sóc cho mình. Vậy là lúc mà em biết bạn mình nó có người yêu khác á, thì lúc đó cái tâm trạng em sao? Em không có biết, tới cái lúc biết là vô cái ngày mà em rủ bà đi chơi á, tự nhiên đang ngồi ăn có cuộc gọi thoại, thấy bà đi về gấp thì em cũng trở về, là em đi vòng vòng chơi, vô tình bắt gặp leo lên xe người khác nữa đi nữa. Lúc đó nóng quá, tức quá rồi. Nhưng mà gán kiềm chế, coi chừng nào mới đi về. Nó cũng cỡ một tiếng sau thấy đi về. Thì lúc đó em chạy nhà, bắt đầu gọi thôi. Việc này cũng là một cái sự cố kỹ thuật ngoài mong muốn của em thôi. Là em xếp lịch nhưng mà nó cận quá. Nó cận quá. Nên là khi mà đi bể lịch đúng không? Dạ, đi ăn với anh ấy về. Đang đi ăn thì anh này gọi điện, anh này nói là tí nữa anh đi làm về anh sẽ ghé. Rồi em đầu trở về em nói là mẹ em có việc kêu về, thì em nghĩ là anh này đi về nên em không để ý. Xong rồi đi ăn khuya với anh kia rồi về. Xong rồi về vô nhà chuẩn bị ngủ rồi nhận được tin nhắn của anh này, nói là hồi nãy Quyền thấy rồi. Xong cái em mới cũng giả ngơ là nói thấy gì, thấy Quỳnh đi chung với lại cái anh nào đó. Thì em nói rồi xong rồi, kỳ này là tiêu rồi. Xong rồi lúc đó thì em gọi luôn. Gọi luôn bây giờ, nói thôi bây giờ giờ sao Quỳnh, một giờ một trong hai thì theo nhau 2-3 năm rồi, bây giờ không được nữa thôi, thua luôn. Quỳnh trả lời sao? Trong thời gian quen thì cũng có nhiều cái vui buồn, thì em chỉ nhớ nhất là cái lần em bị bệnh cả tháng á, thì chồng em á ngày nào đi làm về cũng chở em đi bác sĩ chích thuốc. Đó thì em nghĩ đến cái sự chăm sóc và cái sự theo đuổi 2 năm trời rất là kiên trì. Dạ kiên trì. So với anh kia thì anh kia cũng quá nhiều tật xấu, thì cuối cùng em chọn chồng em. Đó.
Lúc mà với cái anh kia kìa thì thấy anh nhiều tật xấu quá. Dạ. Cho nên quyết định chọn anh này. Rồi lấy anh này xong rồi anh này có tật xấu gì không? Trời, tật xấu nhiều lắm chị ơi. Bây giờ mình kể cái tật xấu nào xấu mà nhất. Nó nặng đô nhất. Xấu nhất đi. Nổi chọi nhất đi. Là cái tính hay ghen. Rất là ghen. Ghen bừa bãi mà suy diễn. Tụi em không ghen anh hả? Thôi, tôi hỏi cái này mà. Kể cho anh ta tranh tụng đi. Ai ghen hơn? Chồng em ghen hơn. Chỉ có cái việc mà lướt Facebook thôi á, vô là coi em like hình của ai, comment gì thì sẽ hỏi anh này là ai, quen như thế nào, ở đâu, sao em ai cũng quen hết vậy. Em không nói chuyện với người ta sao người ta trả lời lại em, giống như là quy chụp em vậy, rất là bực mình. Chỉ có like thôi mà đã tìm hiểu kỹ rồi đó. Thôi em đừng nghe Facebook anh nha. Vợ em ghen sao? Vợ em cũng ghen dụng Facebook. Thì em lên Facebook quen con gái nhiều. Bạn em thì em cũng chấp nhận thôi. Nói hỏi mấy đứa này là ai sao em không biết. Thấy gái đẹp là ép ép. Phải lắm vào hoàn cảnh thôi. Hỏi tế nhị nè, chồng em mê gái không? Dạ mê chứ chị. Đàn ông mà. Đúng. Thì đàn ông hay mê gái. Nhưng mà em chấp nhận được cái mê gái của chồng em không? Chấp nhận được nhưng mà có sự kiềm cặp của em. Chị thì nghĩ đơn giản lắm. Giờ cuộc đời này xung quanh mình có bao nhiêu thứ mình cần phải hưởng thụ đúng không? Dạ. Ai mà không thích cái đẹp thì cái bông đẹp cũng nhìn vậy, đúng không? Dạ. Cái đầm của em mặc đẹp mình cũng muốn nhìn vậy. Cái đầu của anh Thuận nó lạ, mình phải nhìn chứ. Đúng không? Nên cái chuyện mà anh Thuận nãy nói đúng á, gái đẹp có quyền nhìn. Không có lý do gì mà để mà mình cấm cản hết trơn đó. Miễn là mình tin tưởng nhau, mình chỉ cần biết được rằng sau khi nhìn tất cả con gái đẹp trên đời này, có một câu kết luận vợ anh là đẹp nhất. Ngoài cái đó còn có cái gì xấu không cưng? Tính xấu thứ hai là rất là nóng tính. Lâu lâu lại lôi chuyện quá khứ ra rồi nói với cái vẻ là rất là bực bội. Thật nóng lên, mặt đỏ như quan công, bắt đầu la lớn tiếng lên. Câu có lại rồi hỏi bây giờ em muốn gì. Xong rồi em giận, em không trả lời. Lại chọc cho anh này càng tức lên nữa. Mỗi lần vậy có đập đồ hay đập em không? Có một lần cãi lộn, hù em, đưa tay lên định xử em. Nhưng mà em đâu vừa. Mặt nè, ngon nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. nhào vô cái là ăn liền luôn á. Kiếm được liền luôn á. Rồi còn vợ em sao? Không chịu nấu ăn. Hay đi siêu thị mua đồ, đẩy tủ lạnh nhưng mà không chịu nấu. Hết đát, xong rồi đem dục. Tôi đoán là chưa có con đúng không? Dạ chưa. Phải không? Mai mốt có con cực nữa đó. Bây giờ em có muốn chồng em thay đổi gì không? Bớt ghen đi, bớt nóng tính lại. Phải nói chuyện nhỏ nhẹ, đừng có quy chụp vợ. Vậy hả? Mong muốn vợ thay đổi gì nữa không? Bớt đi chơi một mình nữa. Em đâu có đi chơi một mình đâu. Em rủ anh theo mà anh có công việc anh đi không được. Mà em lại thích đi chơi nữa. Ai mà rủ là em phải đi cho bằng được. Em không đi, em ở nhà em có tưởng tượng là vợ em đi trong nhóm đó có con trai đi theo không? Đi chơi phải có con trai rồi, nhưng mà đi chơi thì bỏ khóa máy luôn. Em bứt lên nữa. Coi như cứ một lần đi chơi vậy là xảy ra từng đó câu chuyện đó. Dạ. Nó cho đi nhưng mà trong lòng bắt đầu suy diễn á, suy nghĩ đó, suy nghĩ đó. Đi chơi nhưng mà vợ đi thì giận dỗi, nói là đi chơi mình này kia, giống như là mình có lỗi lắm. Nghĩa là ngoài miệng cứ đi đi, cứ đi đi. Nhưng mà trong bụng là me, đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy thôi đó hả? Rồi em ước muốn gì nữa không? Em cũng ước muốn là sang năm thì hai đứa có được đứa con. Trai hay gái? Dạ, con trai đầu lòng. Em cũng giống vợ hả? Tại bữa giờ tàn ẩm con nít hàng xóm chơi luôn mà. Chứ nựng em bé hoài nó thôi, em bây giờ mình bớt đi chơi rồi mình đẻ đi. Vậy thì chị nghĩ vậy nè, em phải rủ chồng em đi thể dục thể thao nhiều nè. Nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái điều có lợi cho cả đôi bên. Thứ nhất là đạt được ước mơ là có con trai đầu lòng. Cái thứ hai trong cái quá trình đi tập thể thao chung đó. Dạ. Đó, rồi tự nhiên thấy yêu nhau hơn, bớt ghen đi. Đúng không? Cái gì cũng chung nhau hết. Dạ. Về hai đứa cùng mệt nè. Dạ. Rồi xong bắt đầu là chia sẻ công việc nhà cho nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó thì là tự dưng mọi thứ nó giống như là điều mà tụi em mong muốn, cái sự thay đổi với nhau vậy đó. Cảm ơn. Cảm ơn hai. Thấy vợ em có bồ đó, em không có tấn công. Anh này là ảnh cưa em trong vòng 2 tháng mà ảnh không nói gì hết. Còn bây giờ hãy cho một chàng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào anh Quốc Thịnh. Chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Tấn Tài. Năm nay là 26 tuổi. Hiện đang là nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thịnh và quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Diễm Hương. Năm nay em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em là thiết kế nội thất. Bên này bán nhà,
Bên này thiết kế nội thất đâu rồi? Một đội đó, một đội. Quá dữ luôn á. Ủa bán đâu quận mấy nào? Em bán ở quận 4 anh. Còn có khăn nổ mà ổn giới thiệu anh nghe. Dạ. Tụi em là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ được 1 năm 4 tháng. Năm 4 tháng. Yêu nhau bao lâu? Dạ yêu nhau chừng 1-2 tháng gì á. Rồi vậy là chắc chắn là chung đội rồi em ơi. Chung đội rồi lấy nhau rồi. Chung công ty này chắc luôn đúng không? Dạ không ạ. Vì tình yêu của cả hai em là bắt đầu từ khi nào? Dạ em biết vợ em chứ cách đây là 5 năm. Thì đó em mới bắt đầu chơi Facebook á. Thì em là người Tây Ninh. Thì em add những người nào mà Tây Ninh á. Add vô cái lúc đó có add vợ em đó. Thấy vợ em hay viết những cái ta tết á, rất là hài hước, cá tính. Cho nên em cũng vô em chọc ghẹo. Lúc đó thì thấy vợ em có bồ đó, em cũng không có tấn công. À là biết vợ bồ cũng qua Facebook luôn á. Dạ, anh hay lên tường Facebook của em để mà viết những cái câu giống như là nhìn em quen lắm nha. Rồi, à anh nhớ rồi, hình như anh học mẫu giáo chung với em. Dạ, nên là em cũng hay để ý. Nhưng mà lúc đó là có người yêu. Dạ, lúc đó em có người yêu rồi ạ. Khoảng 2 năm sau đó thì em chia tay người yêu thì em mới đăng lên mạng là tự nhiên thèm bánh kem. Ước gì có người mua thì anh này anh mới vô. Anh nói là ăn hôm thì tí anh qua anh chở đi mua ăn. Dạ. Thì là lúc đó là định hẹn là đi ra ngoài gặp. Nhưng mà em cũng lười nên em là cho anh này leo cây luôn không đi. Trời vậy đó hả? Cái dạ. Cuộc hẹn đầu tiên vậy đó hả? Dạ. Rồi cái lần đầu tiên mà em bị thất hẹn vậy em cảm giác em sao? Lúc đó cũng quê quá. Cái cũng không nói chuyện với chị nữa. À. Sau bẵng đi là khoảng 3 năm sau luôn. Trời. Là tụi em không nói chuyện với nhau nữa. Cứ gặp chị... 3 năm nữa à? Dạ. Là 5 năm. Dạ là 5 năm. Là đến lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời là tự nhiên hồi đó ảnh cho có chơi số điện thoại để mà em gọi anh đi ăn bánh kem đó. Lúc đó là tự nhiên ảnh tham gia Zalo thì Zalo mới báo cho em là anh này ảnh tham gia Zalo. Cái em mới vô mới ghi là hú. Thì anh này ảnh mới trả lời lại. Thì lúc đó là hai đứa em bắt đầu nói chuyện và gặp hợp nhau ở ngoài. Là mấy tháng trước khi cưới? Dạ khoảng 3 tháng ạ. Còn 5 năm? 3 tháng trước khi tụi em quyết định đám hỏi anh. Rồi hỏi xong bao lâu mới cưới? Dạ hỏi xong là nửa năm mới cưới. Có nghĩa là độ chừng là 9 tháng hả? Dạ, anh này là ảnh cưới em trong vòng 2 tháng. Mà ảnh không nói gì hết. Ảnh chỉ có là qua chở em đi ăn. Ảnh không có nắm tay, cũng coi như không có động tĩnh gì hết. Nên là em rất là thắc mắc. Nghi ngờ. Dạ, em nghi ngờ. Khi chở mình là cái bức bình phong thôi. Dạ. Đúng không? Rồi sao nữa? Dạ, để chồng em. Nhưng mà anh hỏi em nè. Dạ. Em có hiền thiệt không hay là em giả bộ hiền để mà lấy điện? Kinh nghiệm của em là hấp tấp quá học. Cho nên là em... Dùng tốc bức. Dạ, đúng rồi. Mình phải dùng chiêu. Cần như không cần. Dạ. Sức bình tĩnh đúng không? Để nó đè nén lại. Dạ, lúc đó em thương vợ. Em như tình yêu rồi, hào quang rồi. Cho nên là em dẫn vợ em đi một cách chân thành nhất. Chứ không có là bậy bại vậy đó. Rồi xong sao rồi em nghi ngờ vậy? Dạ thì không? Em nghi ngờ. Rồi sao? Dạ thì đi với nhau 2 tháng trời, anh cứ dắt em đi ăn hết quán này quán nọ. Như là anh cho em ăn, lúc đó em còn nghĩ là tại sao anh này có nhiều tiền như vậy, cho em ăn nhiều như vậy. Mà không lại không nói gì với em hết. Thì sau này em mới phát hiện ra là tại vì lúc mà anh tỏ tình với em là tại vì anh hết tiền rồi. Giờ mà không trở tình nữa thì không biết làm sao tỏ tình. Không kiếm đâu tiền. Thế là cái tiền đã bỏ theo là sao hết rồi. Dạ. Trời ơi. Nghĩa là cái ngày quyết định tỏ tình là bởi vì mình hết tiền hả? Dạ đúng rồi. Tỏ cho rồi đi chứ lại dắt hết luôn. Tiền rồi. Vậy là cái tiền mà hồi thời gian tán tỉnh là do tiền tiết kiệm hả? Hay dạ sao? Đúng là tiền để dành của em. Trời dạ. Ơi. Dạ. Cũng... tầm 3 triệu rồi chị. Ủa 3 triệu mà ăn bao lâu? Dạ ăn trong 2 tháng ạ. Trời 3 triệu 2 tháng. Dạ. Chở nhau đi ăn bánh tráng trộn. Thì em đâu có ăn sang đâu chị. Tại vì em thương nên là em không có ăn những cái nơi mà em mắc tiền. Dạ. Chỉ đi ăn lề đường thôi. Rồi cái như em là tôi thử là tôi dẫn vô bạc hay giáp ra là bạc xin ăn liền luôn à. Dạ. Sao tự nhiên đốt nhà người ta vậy? Sao tự nhiên đốt nhà người ta vậy? Chương trình vợ chồng son mà sao kỳ vậy? Lộn hả? Lộn chương trình. Rồi trời à. Nói chứ để chị hỏi này nè. Rồi xong rồi sao rồi có thử không? Có thử coi ông này ông có... Dạ không chị, lúc đó thì về thì đi dọc đường coi như được tỏ tình là em mãn nguyện rồi. Sao đó chị đừng hỏi sao, sao đó. Đó thì sao? Dạ. Bây giờ là đó ổng cứ như vậy thì mình có sống thử với nhau để biết ổng chắc chắn là đàn ông không? Dạ không chị, lúc đó thì không có sống thử. À, tụi em quen nhau được khoảng 2 tháng đó thì em giới thiệu về giới thiệu cho ba mẹ em. Thì ba mẹ em thì cũng thấy anh này hiền. Thì nhưng mà mẹ em chỉ có nói là sao thằng này giàu quá vậy. Xong là đám hỏi em đúng không? Dạ.
thì anh dắt em dắt anh về trước, xong rồi anh mới dắt em về nhà ảnh. Thì ba mẹ cũng, ba mẹ và chồng em thì cũng thương, tại vì em trên đây là em ở trọ nên là ba mẹ cũng thương, ba mẹ cũng nói là hay về ở đây luôn đi. Nhưng mà ba mẹ em thì không cho, tại vì con gái chưa cưới hỏi nên là không có cho về ở. Mà ba mẹ chồng em thì xin địa chỉ nhà em và lên nhà em chơi. Tối ba em điện xuống thì tháng 11 là năm hỏi nha. Là tức là một tháng rưỡi sau. Em rất là hoảng hốt, tụi em không biết gì sao hết. Dạ. Nhưng mà cái thời gian đó là tụi em là vẫn là thuê nhà ở hai nhà. Dạ không, anh là ở nhà. Anh ở nhà. Nhưng mà đám hỏi xong rồi có về nhà bên nhà đúng rồi, có dạ. Là lúc đó là mới sống thử đó, dạ, đúng không? Rồi, dạ. Rồi sống thử thì vui không? Thử rồi. Dạ. Mình vui không? Vui không? Dạ vui. Vui. Được không? Được không? Dạ được. Được mới cưới đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó thì có phát hiện ra thật xấu gì qua đâu? Lúc mà quen nhau thì ảnh rất là vui. Ảnh không có bộc lộ gì hết, nhưng mà khi về sống thử thì mới phát hiện anh rất là nóng tính. Anh nóng tính vô cùng luôn. Ở nhà mà ai cần ai mà làm trái ảnh thì anh sẽ la lên. La lớn lên, la lớn tiếng lên. Anh la lên thì em giận. Sau này thì em trị anh bằng cách là mỗi lần mà anh la thì em sẽ la lớn hơn. Dạ. Anh la một thì em la hai. Mà anh la cái gì? Hãy ví dụ như có ai mà cứ nói hoài á thì anh sẽ la lớn lên để cho người ta không nói nữa. Nhưng mà em thì em không thích như vậy. Cái gì thì mình nói nhỏ nhẹ với nhau. Rồi mỗi lần mà gây lộn nhau anh tức giận là anh có đập đồ hay là anh có bỏ nhà đi hay là bỏ ra ngoài được không? Dạ không mà bỏ ra ngoài thì sau này. Dạ. Không có nghĩa là lúc em giận vợ thì em sẽ làm cái gì? Thật ra là em la là do là em không ưng vợ em, như là vợ không dọn dẹp nè thì em im mà mặt em khó chịu lắm. Vợ em là cự lên em liền. Rồi giận hờn vợ thì sao? Em giận vợ em cái em chạy xuống dưới lầu em ngủ. Bỏ ra ngủ riêng ở dưới lầu. Dạ. Dạ. Mỗi lần anh giận thì em rất là ghét cái tính là đi ngủ riêng như vậy. Thì em nói cái gì giận nhau cũng phải ngủ chung với nhau. Thì ảnh lại đi ngủ riêng thì là cả nước biết đó đúng không? Dạ, tại vì tính em thì xuống dưới ngủ thì mẹ ngủ ở dưới nên là kêu thì em ngại mẹ, sợ mẹ biết rồi mẹ lại hỏi thăm hai đứa tại sao lại cãi nhau. Thì em mới xuống gõ cửa phòng không được thì em đi lên thì em nhắn tin, đi điện thoại cũng không nghe. Thì nhiều lần như vậy thì em cũng rất là bực. Mới đây thôi thì em cũng quyết trị chồng em bằng được. Cách nào? Dạ, em điện thoại cho em không lên thì sáng hôm sau em ngủ dậy rồi em cuốn gói đi vào nhà bạn em. Vậy đó. Dạ. Có đi kiếm không? Thì chiều em điện thoại về cho mẹ chồng, em bảo là em đi về quê. Chồng em biết là nên là kêu thôi về đi rồi chồng em chở ra bến xe. Nhưng mà em không về, em nhắn tin là tôi bỏ nhà tôi đi, tôi không có về quê rồi đừng có kiếm tôi. Dạ. Thì ảnh ở nhà ảnh cũng giận, nhưng mà em về thì chồng em là điện thoại mét ba em. Mét ba sao? Em kêu là vợ em chắc không về, em biết tính vợ em mà là lì hơn em nữa nên là chắc không về đâu. Giờ chỉ có là kêu ba là khuyên chỉ về để em sợ lo là có gì đó. Vô tình thì cái Zalo của vợ em ở trên máy tính nó còn nhà, rồi có chat với ba em là đang ở nhà bạn, cho nên là em biết vợ em ở đâu rồi. Cho nên cái lúc đó em cũng im luôn, coi chị sao đó, chị cương được bao lâu đúng không? Có nghĩa là chồng em á là nóng tính. Dạ. Còn cái tật gì xấu nữa không? Ổng thì rất là thích ăn hàng. Ra đường thì ảnh không nhìn gái mà chỉ nhìn người ta bán cái gì vậy em vậy. Dạ, cứ là ăn bán gì vậy, người ta bán cái gì kìa. Em thì ra đường thì nhiều khi em nhìn gái em nói ê chị đó đẹp quá, anh mặc váy đẹp hay gì đó. Chồng em đâu không thấy gì hết, chỉ thấy đồ ăn thôi. Anh đứng trước trường em, anh đợi em có 15 phút thôi mà anh ăn hả gần cả 100.000 tiền quà vặt. Nào em ra là cái lồng xe mắt á, là nào là nước cam rồi sữa bánh trắng trộn xôi chiên đầy trong lồng xe á. Dạ. Coi như tật ăn hàng thôi, cái đó dễ thương mà, đâu không phải tật đâu. Anh ăn hàng thôi. Coi như là chỉ có nóng tính là xấu thôi. Còn vợ em sao? Nhà vợ em thì có tính là hay chặn đầu em. Em chưa nói hết câu nữa là vợ em nghĩ xấu em rồi. Là cái tính đó là cái bằng tính xấu đó hả? Tính chặn đầu đó. Dạ, nhiều trường hết mà em không nhớ rõ. Vậy hả? Là không còn cái xấu gì nữa đó phải không? Chỉ hay bày ra không dọn rồi. Bừa bộn. Với con cái nữa là vợ em kêu phải trả tiền mới chịu làm, như kêu quét nhà phải trả 100.000 móc tiền ra trả liền. Kêu lấy nước 50, đóng lưng 50. Giờ chị bắt trước nè. Dạ. Như là kiếm tiền tại nhà đó. Dạ đúng rồi. Hai đứa có con chưa? Dạ chưa chị. Vậy có mong muốn chồng thay đổi gì? Dạ không, tại vì chồng em thì em thấy là khi mà mới về thì ảnh nóng tính thôi, nhưng mà bây giờ thì ảnh rất là ảnh hết rồi. Ảnh không còn nóng tính nữa. Giờ ảnh thì em thấy ảnh rất là thương vợ, ảnh rất là cuồng vợ.
Cùng vợ, cùng vợ, cùng vợ. Ảnh là cùng vợ. Chỉ cần ai mà đụng tới vợ ảnh là ảnh sẽ không có thích. Ảnh lóc hết Facebook. Lên đây em chỉ mong chồng em hứa với em một câu. Hứa gì vậy? Là có thể yêu em đến suốt cuộc đời đó. Trời ơi. Đó để sau đây em hứa nha. Còn vợ chồng muốn bà vợ thay đổi gì nè? Vợ em hả? Cũng quá tuyệt vời em rồi. Nhưng mà vợ em cũng hay nhắc em là tại sao chưa cầu hôn vợ mà giờ cưới rồi. Giờ không chịu đâu. Giờ chắc em phải cầu hôn vợ em. Trời ơi, trời ơi. Đó, giờ cái nguyên cái chỗ này là của hai người đó. Hai người muốn làm gì đó làm đi. Muốn cầu hôn hay là muốn hứa hẹn gì hứa đi. Đó, tụi tôi quay mặt đi nè. Phải chi mà nói cho tôi biết trước là tôi mang theo cây kèn tôi hỏi. Đó, có nhỏ đâu mà cầu hôn. Đứng lên đi đó, cầu hôn rồi hứa gì hứa đi. Tôi không có thấy gì hết. Không có nhìn nè, không có nhìn. Để nào phát chương trình này tôi coi lại. Nhẫn thì anh trao rồi. Tại vì em đòi đeo. Anh đã cưới em được 1 năm 4 tháng rồi. Thì anh muốn nói với em là hãy là luôn là người vợ tuyệt vời nhất của anh nha. Dạ. Dạ. Dạ anh sao? Đó, nãy người ta mong muốn mình nói câu gì đó. Dạ anh sẽ yêu em suốt đời. Đó. Chị chưa? Chị chưa ôm hôn đồ. Trời ơi. Đó. Xin chúc cho hai em hạnh phúc và nắm tay nhau đi mãi mãi đến suốt cuộc đời. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một em bé, và không những một mà thậm chí là sinh đôi cũng được. Hai em bé ra đời trong một ngày đẹp trời. Và sẽ đẹp trai, đẹp gái, kháu khỉnh và mạnh khỏe như cha mẹ của chúng nó. Em cảm ơn Thận nha. Hồng Vân và Quốc Hưng xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.